Chào mọi người, đang cho cái đống này lên đường này. Tất cả đống này là của ông Phú à? Đóng. Ôi giời. 803 này. 5202 này. Chín tám này là Bắc Giang này đúng không? Công tài Victory. Công tài Victory. Đây đi Bắc Giang em ơi. Bắc Giang. Thế cái này, còn cái này cũng của Phú hết. Xin chào mọi người. Cái này của Phú đấy em ạ. Phạm Văn Quyết ơi, Huế mấy hôm nữa không biết là bọn nó sắp xếp như nào đấy. Nhanh thôi. Một chiếc xúc kép đánh mạnh bằng hai chiếc xúc đơn. Có xúc đơn nữa. Hình. Thế thì có đủ xe không? Anh sợ không đủ ấy. Khả năng xoay con xúc với ra đây. Trong kia còn không? Đây này, cả xúc đây này. Bao nhiêu con 1 kg? 97 con 1 cân nhá. Minh Phong nhạc sóng nhá, 97 con 1 cân. Phòng lắp này sắp xong rồi anh em ạ. Láng nền này, thay cửa này, sơn tường các thứ này, làm tường hết cả cái dãy này này, làm tường hết dãy này, thế là cái khu vực lắp ráp là dãy này là cũng sẽ sáng sủa lên, cho nó cho khỏi giống cái đống rác.
nhỏ lắm anh em ạ. À đúng rồi, Tô Ngọc Phú 97 cân một con nhá. Xúc kép 5202 là 97 cân, à 97 con một cân. Ok ông Hoa ơi. Một 803 hình như là lớn lên 1803 là có một có một cặp 1803 mà. Đâu rồi? Đây có cặp 1803 nào? Có. Ừ. Đây rồi, đây rồi. Đây nhá Luyến ơi. 1803 của em đây nhá. Ok, chào hai anh em nhá. Hay làm gì thì cứ làm đi. Đẩy cửa thêm một chút nữa được không áo ơi? Linh Phong nhạc sóng. Mình hơi buồn. Mấy cái chuyện vừa qua nó hơi buồn một chút. Tuy nhiên là buồn mãi thì nó cũng qua thôi, không sao cả. Mình buồn nhất cái chuyện là bóng gió, nói bóng nói gió ấy. Bóng gió ở đâu thì mình cũng hay có chút bóng gió, nhưng mà mình cũng không bóng gió theo kiểu là kiểu đấy đâu. Mình không bóng gió theo kiểu đấy đâu. Nếu như mình nói là mình nói trực diện luôn đấy. Cảm ơn âm thanh Đức Vương nha. Xuân Phượng ơi, của em là của bọn em hình như là mai chuyển cho bọn em. Cảm ơn Đồng Hoa nha. Chào em Trúc Hải, âm thanh Đức Thịnh, Hồng Nguyễn Lai Tinh. Quang Hưng. Anh không biết, anh thấy ở có mai có một đơn của Thanh Phượng mà đi mai đi 3 điểm, mai đi 3 nơi. Không biết là Thanh Phượng gửi được cho Thanh Phượng bao nhiêu, anh không nhớ. Chắc không em. À. Anh cảm ơn Trúc Hải nhá. Qua với anh em cái. Qua với anh em cái này. Thông số nhá. Thông số cái này y chang như là củ loa LA Acoustic A15. Thông số y chang luôn. Nhưng mà không biết là mình có làm ra được cái loa tốt không đâu. Chủ loa ok. Tao cất vào trong trong cái kia. Minh Phương nhạc sóng.
Kim năm nay sao không về chợ gạo để mua? Năm vừa rồi Lê Thanh làm rất ok. Năm nay Minh Phong nhạc sóng ơi, năm nay bọn mình bận quá, không phi được. Chỉ lên tới đây thì lên cái chỗ lên Tây Ninh thôi. Hoàng Trương, cảm ơn Hoàng Trương nhá. À, nói cái loa gì bây giờ nhỉ? Thực ra cái một cái củ loa nó chỉ cần đúng thông số. Nếu mà một cái củ loa đạt yêu cầu thì nó chỉ cần đúng thông số thôi. Chứ đúng thông số và đạt được cái độ bền cơ học là ok. Chả có củ loa nào ở ngoài. Đấy. Ví dụ cái củ loa này. Nó chỉ cần đúng thông số thôi. Đảm bảo cái độ bền cơ học là ok. Đo lên đúng là được. Cảm ơn Minh Chiến, Minh Thuận. Ba mươi tháng tư anh dính sâu rồi Xuân Anh ơi. Cảm ơn Minh Chiến. Đợt này thì sẽ nhanh thôi Lê Thế Anh ạ. Củ loa Column này này. Củ loa Column này mình đã từng để hai cái loa Column như này. Đã từng để hai cái loa Column như này. Khi mình đo cứ cho cái cô đây, đo như này. Ok. Chạch dưới này phát nó bắt đầu cắn nhau lung tung beng. Đây này. Tức là mình cứ chạch cái mic này nó cắn nhau lung tung. Đấy. Đây là mình bắt buộc phải xếp nhiều cái, xếp theo một hàng này. Dọc này. Thì khi mà hàng nó dài này mà, khi mà nó mình kiểm tra thì di cái micro như này, di cái micro này thì mình sẽ thấy là cái sự khác nhau của nó không nhiều, và đặc biệt là di micro ngang này, di micro ngang này nó tuyến nó sẽ suy hao, nhưng mà nó suy hao rất là đều đặn chứ nó không bị suy hao, nó không bị suy hao theo kiểu xếp vào như này. Cái này nó là do hiệu ứng âm thanh, không phải do chất lượng của loa. Rồi là tại sao mình lại không làm đây loa chung, loa chung bốn cái loa chung hay là sáu cái loa chung một cái loa tép, tại sao mình không làm? Là bởi vì khi đó thì cái nó xuất hiện cái hiệu ứng giao thoa giữa hai khu vực tần số, một khu vực tần số là loa chung đảm nhiệm, một khu vực tần số là loa thép đảm nhiệm, nó sẽ xuất hiện các cái giao thoa xấu. Trong khi đó cái column này thì nó không yêu cầu âm lượng lớn và nó yêu cầu là phải nghe đều đặn, thì phải xếp các củ loa giống nhau trên cùng một trục dọc chứ không thể xếp tùy tiện được.
Có mà 30 tháng 4 anh ơi, Xuân Anh ơi, 30 tháng 4 anh ở nhà anh cũng có đám cưới. Anh cũng có một cái show nữa. Show ở Ninh Bình. Đấy. Nên là khả năng là anh không xoay được đâu, không xoay được, anh không phi được. I am sorry trước. Cảm ơn mọi người. Rồi ok nhá. Mình nếu như bảo mình nói, mình tâm sự về cái câu chuyện hôm qua ấy, thì mình không nói được đâu. Bởi vì mình không có khả năng thuyết phục người khác nhiều đâu. Thôi thì cứ chấp nhận, có thể chấp nhận búa rìu cũng được. Nhưng mà đừng có nặng nề quá. Búa rìu cũng được, đừng nặng nề quá, thế đâu. Cảm ơn mọi người nhá. Chào mọi người, mình nghỉ đây.